Chào các bạn, đây là cái camera hành trình gắn lên gương hậu của Papago tên là GoSafe 790. Thì cái đặc điểm nổi bật nhất của những cái camera dạng này là gì? Khi các bạn gắn nó lên trên cái xe các bạn á, thì các bạn không có một cái cảm giác là có cái gì đó gắn lên xe, giống như là zin vậy. Thì mình không thích những cái camera hành trình khác, họ gắn những cái cục ở đây, cục ở đây, cục ở đây. Khi các bạn nhìn trong xe ra thì các bạn cảm giác là xe các bạn cứ gắn thêm những cái cục gì đó nhìn rất là khó chịu. Với cái camera hành trình dạng như vậy á, thì các bạn sẽ thấy là nó thay thế cái gương chiếu hậu, thực chất là nó ghép lên. Và khi các bạn đứng ở từ cái hướng mà người lái các bạn nhìn lên thì các bạn chỉ thấy nó thôi, không thấy cái ống kính, không thấy những cái màn hình gì khác lòi lên. Cái camera này dĩ nhiên nó phải có màn hình để các bạn xem được. Thì cái màn hình này kích thước là 4,5 inch, rất là lớn. Và hiện tại mình đang bật cái chế độ là 3 phút để nó tự tắt đi. Thì khi đó nó hoạt động độc lập, mình không quan tâm là có cái sự tồn tại của nó trên đời. Và cứ vậy là nó ghi hình thôi. Đó, cái màn hình bây giờ nó tắt đi thì bây giờ mình có một cái gương chiếu hậu bình thường như những gương chiếu hậu khác. Cái hệ thống nút điều khiển được làm ngay đây rất là mỏng, rất là mảnh, gần như là các bạn sẽ không cảm thấy cái sự tồn tại của nó ở trong xe, cái sự tồn tại của một cái camera hành trình trong xe. Và ngoài ra thì những đặc điểm các bạn có thể quan tâm là ví dụ như là cái độ phân giải của cái camera này nó là 2300 x 1300, tức là nó cao hơn Full HD một chút xíu, nó nhỏ hơn 4K. Và cái camera này nó còn có những tính năng đặc biệt như là ví dụ như là nó đi ngang đường, nó thấy cái bảng giới hạn tốc độ và nó báo lên cái màn hình cho chúng ta biết là cái đường đó tốc độ là bao nhiêu để chúng ta biết chúng ta kiểm soát. Rồi nó cũng biết được rằng là phía trước chúng ta những cái xe đang dừng đèn đỏ hay đang kẹt xe nó đã di chuyển rồi. Nếu chúng ta quên, chúng ta không di chuyển, chúng ta ngủ gật gì đó, nó không di chuyển đó, thì nó báo cho chúng ta biết để chúng ta biết chúng ta sẽ đi. Rồi nếu mà chúng ta lái xe lâu quá thì nó cũng báo luôn để chúng ta biết chúng ta nghỉ ngơi lấy cà phê. Thì mình thấy cái gương này khá là thông minh, ngoài cái chuyện quay hành trình gắn lên xe một cách rất là gọn gàng, không phiền, thì có những cái tính năng như là notification khác rất là đáng giá cho các bạn. Một trong những cái tính năng hay ở trên cái camera này là nó có thể kết nối vào những cái thiết bị đo áp suất lốp để các bạn có thể xem được cái tình trạng lốp xe. Tuy nhiên mình không gắn ở đây. Bây giờ mình sẽ gỡ cái camera ra cho các bạn xem là nó hình thù thế nào và gắn lên như thế nào, rất là đơn giản thôi. Hiện tại ở đây mình gắn một là cái cục GPS. Thì cái này nó có một cái cục GPS gắn ngoài, thì cái hình dáng cục GPS nó như thế này. Đó, rồi. Và chúng ta cần có cái GPS để nó xác định được cái tốc độ chúng ta đi. Thì khi các bạn quay video, các bạn playback lại, nó biết cái tốc độ đang chạy. Một cái nữa là ở đây là cái nguồn, thì nó xài cái nguồn mini USB. Đây là cái khe thẻ nhớ. Đây là nó nối vào một cái camera từ phía sau thì mình không gắn. Đây là cái camera của Papago 790. Thì các bạn thấy là nó lồi ra như vậy và chúng ta có thể dễ dàng điều khiển cái này theo những cái hướng khác nhau để chúng ta có thể thấy được cái vị trí tốt nhất, và nó cũng rất là mỏng. Rồi, đây là hai cái ngàm để cho nó bám vào trong cái kính của xe. Còn cái dây này thì các bạn có thể luồn đi vào cái đường tẩu thuốc như là mình xài ở đây. Đây tức là cái đây là cái đầu nguồn của nó. Nó xài cái điện là 5V 1500mA. Thì nếu các bạn khéo tay các bạn có thể độ được cái hệ thống điện để nó đi trực tiếp từ đây luôn, không nhất thiết là phải đi vào trong cái đường tẩu thuốc này. Đây là khe đọc thẻ của nó là microSD, nó hỗ trợ cái thẻ 128GB. Đây là hình dáng của hai cái. Cái này là cái kính zin theo xe, và cái này là cái kính của Papago. Thì cái kính của Papago nó sẽ rộng hơn chút xíu so với kính zin theo xe. Tức là khi các bạn ngồi đây các bạn xem, các bạn có thể xem được toàn bộ những cái cửa phía sau cũng như là một cái phần của cửa phía trước. Nó phù hợp cho các bạn nếu các bạn hay nói chuyện với người ngồi phía sau xe, cũng rất là hay. Dĩ nhiên có thể các bạn không thích cái điều đó. Bây giờ mình sẽ gắn lại và mình sẽ thiết lập cho các bạn xem là cái việc gắn cái camera này nó lên nó đơn giản lắm. Nó đơn giản hơn các bạn gắn cái camera khác nhiều. Cái này nó là thun, dây thun mà các bạn em kéo lên, các bạn móc vào. Rồi, vậy là mình xong một bên. Bên này mình cũng kéo lên mình móc vào. Đó, vậy là mình nếu mà cơ bản là mình xong thì mình xong hai bên. Tuy nhiên mình còn gắn cái GPS nè, gắn nguồn nè, nguồn thì mình đã đi sẵn rồi. Rồi GPS thì cái GPS này mình sẽ cho nó không có nối xuống dưới mà mình cho nó kẹp vào trong cái dây luôn, cái dây này. Đó thì các bạn chỉ cần đó ràng lại xíu là cái dây nó gọn gàng là xong. Rồi ok. đơn giản vậy thôi. Tức là mình đã tốn rất là ít thời gian để mà thiết lập cái camera hành trình lên xe thôi. Và bây giờ mình nối điện vào đó, thì nó sẽ khởi động lên. Thì bình thường các bạn chỉ cần ra xe các bạn khởi động cái xe lên. Bây giờ mình sẽ điều khiển cái vị trí cho nó phù hợp. Các bạn nhìn thấy nội dung ở trong gương cũng như là cái bên ngoài gương. Nó có một cái tính năng hay nữa là nó tự động nó xác định cái vật dịch chuyển. Nếu các bạn tắt máy xe đi rồi, nó vẫn còn một số lượng pin nhỏ trong đó, nó sẽ tự động nó theo dõi. Nếu mà có một cái vật dịch chuyển gì đó đi ngang qua thì nó sẽ quay. Tức là nếu mà có cái xe nào đó nó trong lúc bạn đậu xe ngoài đường nó dè lại, nó đụng vào xe các bạn thì cái camera này nó cũng ghi lại. Cũng như là nếu các bạn đậu đâu đó có ăn trộm nó chạy ngang qua thì các bạn có thể ghi lại được cái hình ảnh đó.